Xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay Nông Cơ Nguyễn Châu em sẽ giới thiệu với mấy anh em một siêu phẩm Zhangma NS90C-G. Con này có đề luôn. Em sẽ sơ lược cho anh em xem. Cái con máy này nó còn phải là trên 95%. Con này còn rất đẹp luôn. Anh em có thể nhìn từng chi tiết máy. Con này nó còn rất là mới luôn. Nhưng mà về vô công á anh em, nên nó bị hơi chạy cái khu vực này, nhưng mà nó không ảnh hưởng gì đến cái chất lượng cái máy bên trong hết. Anh em dòm cái ly dầu này. Rồi cái ly dầu này nhiều, anh em mà dòm vô mà anh em còn nói là ly gô luôn, mới quá mới nè. Anh em thấy không? Động cơ Zhangma nè. 9 BS 2004 tua. Và 10 mắc là 10 BS 2004 tua. Anh em thấy không? 10 HP. Con này nó có đề, đề kéo dây cua, đề rất là còn đẹp. Anh em ha, tất cả những chi tiết luôn, trời con này nó mới tinh luôn. Cục sạc nè, khoen rồi 7 màu. Anh em giờ em đầu với lát, chưa có bông nhũ sơn luôn nè anh em thấy không? Từng chi tiết nữa. Một cục cò để bùi lửa này, có đóng số seri Zhangma NS90C-G, ốc bu ly rồi nè anh em thấy không? Từng những cái chi tiết nhỏ nhặt nhất luôn đó, anh em có thể soi, em soi rất là kỹ càng cho anh em xem đó, anh em thấy không? Những cái chi tiết nhỏ nó là đẹp, nó mới ra con máy đẹp nè, anh em dòm bu ly nè. Cái dây này là chỉ dạng như là nó chỉ chạy qua một lần một là để nó thử cái bộ máy phát điện thôi, chứ còn mà nó chưa chạy nhiều. Nếu mà chạy nhiều thì anh em giờ mấy cái bu lê, cái mương này thì nó đã ấy rồi, nó đã bay sơn rồi. Tổng thể còn rất là đẹp, từng chi tiết ốc ác luôn. Con này phải còn rất mới luôn, như máy thùng. Tại vì em cắt cái trong cái đầu máy phát điện ra nên em biết được là nó mới cỡ nào. Rồi mấy con này mà anh em về mà xài thôi. Rồi nhỏ đi mập. Zhangma. Zhangma nó nổ anh em thấy không? Nếu mà nó còn chuẩn như vậy rồi nó mới nổ được cái tiếng như vậy, còn không thì không bao giờ nổ được cái tiếng như vậy. Có nhiều anh em thợ hoặc là những anh em đã xài qua dòng Zhangma rồi thì anh em sẽ biết được cái con máy này nó còn chất lượng như thế nào. Còn bây giờ em nói thì mấy anh em vậy đi. Rồi nè,
xin chào tạm biệt anh em, hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo ha. Còn anh em nào có thì cứ alo cho em để em bán cho. Máy Yamaha NX90 C đường dây đạn quyết luôn.